Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Son Pop Paris Cooking. ជម្រាប សួរ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ សូម បង្ហាញ ពី វិធី ធ្វើ បាញ់ឆៅ បារាំង ចាស់ គឺ បាញ់ឆៅ ធ្វើ ជា បង្អែម ធម្មតា មាន ម្សៅ ពោត 300 ក្រាម ពង មាន 3 ទឹក ដោះ គោ 30 សង់ទីលីត អំបិល មាន តិច ហើយ ស្ករ 3 ស្លាបព្រា បាយ ចា មុន ដំបូង យើង ដាក់ ស្ករ បន្ទាប់ មក យើង ដាក់ pom muan kuah pom muan dak kuah pom muan ruoy jeung wai choul khnia skor nang pom muan dambei relay dambal mantit phong wai choul khnia oi relay choul sop tae mdaong con giấy nhé mẹ vậy hai nó nhầm chuối cha bạn ấy than nôm nắng con khmer phải cho chất mình đi chắc cho chất đài nhưng vậy ở shop rồi dừng lại mà xài mà đo mình tết đam bay ơi mà xài mình còn muốn lia cho kia rồi mút Chúng ta đã mà xài cho ra mình tách hiện tầng đáy Chúng ta đã cho cô trôn vào đó mình tách được thế này Làm bấy ai xua là cô bắn tao tiếp Thưa được chứ nét toa là hốt ở tìm bằng chọc Mười dẫn tăng đáy nhưng đã từ đọc cô chối Như rồi trên đạm sáy Chị bằng tàu bằng toa và đọc hốt ở tìm bằng chọc cha nhà thuê được chân đấy làm bay của mai miên là kêu mà sai ở châu sọc cha đã từng ở tầm đó rồi mai đã từ đó cô hai anh cô chỉ tìm mình chọc hái Khi chọc hỏi em trời cổp tục Vô à Sao mẹ cổp Mà hôm nắng Cổp bị đưa tới rồi tới dân đặt chôn Tôi có được dạng bếp bì màu chàng Ba mà xài nâng ai mà xài dân Bị dân chiến tới tuần mồm lọ Chàng rồi chân xài em chân bàn bì màu rồi hỏi Rồi chân xài dân cầm đáy chân năng dân sánh Nâng liệp bờ rồi liệp khánh sẽ đặt tay bóng phổ miến Rồi có chân nổ chốt chất Bởi nhóm nhóm liệp bờ Đặt bờ hiện chân năng tế đàm ai chàng đài mọi sự một bếp bây giờ mà xài những bàn tục ở Việt Nam để chạy bếp bí màu này không tụ tự có rùi thao hình chẳng cứ tuấn thua ở chàng chàng nhằm chạy tìm bìa ở bóng ổn mới tiếp chá đưa chân này mình cả rùi xài cho hỏi ở con chán bóng ổn để bàn tù xin nào vì tự rồi bọc nhóm nâng xôn chú cho chờ xe ở bàn chán ở con nâng cho cái đắng đam ở bóng ổn nâng bàn tool video thamai nơi khnong vid tool sat robas bong bon cha okon chan bong bon chamreb lia thngai krai chup khnia nei video thamai tiet merci a tous de votre visite et à bientôt bye bye